Ngày cảnh sát sạch bóng các tể con thì chắc chắn hôm đó đội tuyển tôi yếu để mất tấm vé thứ 3 đi chung kết thế giới vào tay DK. Họ đang đứng rình, họ muốn mở. Đó là một pha mở với Thái Dương Hassan cùng với Thiên Đình Kiếm ép tốc biến của Honor. Rớt đang bị kẹt lại, Poppy của Kerem cũng không còn phép bổ trợ tốc biến. Rớt lao vào với mở đường cho một tiếp tấn công, đó chính là Emin Q3 thành công. Nhưng anh ta đang bị CC liên tục, anh ta tung chơi khô vào nhằm tới hỗ trợ đối phương, bị bắn liên tục bởi Mid-Fortune 4 trang bị và anh ta sẽ phải nằm xuống mà thôi. Emin là người thắng và sau đó là cú chiều cuối đẹp đến từ nhà khổng lồ của Kingan. T1 đã nằm xuống tổng cộng 4 người và chỉ còn lại một mình Ash của Kerry, chính xác là Guanyusi mà thôi. Anh ta sẽ phòng người như thế nào? Anh ta đi đường vòng để có thể chặn lính, nhưng đối phương có dịch chuyển để giữ lính. Và đây sẽ là tình huống kết thúc ván đấu đến từ DK. DK đang đứng trước gương cửa có được tấm vé thứ 3 đến với chung kết thế giới năm 2024 ở ván thi đấu thứ 5 này. Thời gian đếm số của Faker là quá lâu, 30 giây đếm số đến từ Faker và DK đang tiến vào hai trung bảo vệ nhà chính. Một mình Guanyusi bất lực đứng chứng kiến nhà chính của T1 phát nổ. Keria lao ra quyên sinh nhưng anh ta cũng sẽ là đòn mạng tiếp theo nằm xuống, nhưng không cần. DK có vé thứ 3 đến với chung kết thế giới. Họ đã phá dấp của T1 năm 2024 này. Lại là một câu chuyện cũ. Hangulai Esports không giành được chiến thắng trước Gen Z trong xuyên suốt năm nay, nhưng chỉ cần thắng một trận duy nhất thôi họ đã lên ngôi vô địch. Và DK cũng tương tự là như vậy, họ không thể thắng T1 trong bất kỳ một cặp BO3, BO5 nào trong năm 2024 này cả. Nhưng ngày hôm nay họ thắng đúng một cặp BO5 và họ có vé đi chung kết thế giới.